كل واحد سيسأل في قبره أسئلة ثلاثة. Bất kỳ một người nào đó đều sẽ được hỏi về ba vấn đề khi mà ở trong ngôi mộ của mình. السؤال الأول من ربك؟ Và câu hỏi đầu tiên đó chính là thượng đế của ngươi là ai? السؤال الثاني ما دينك؟ Và câu hỏi thứ hai đó chính là tôn giáo của ngươi là gì? السؤال الثاني من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ Và câu hỏi thứ ba đó chính là ai là sứ giả của ngươi? إذا أجبت إجابة صحيحة يكون لك القبر وما بعد القبر كله خير ونعيم. نسأل الله من فضله. Và nếu như chúng ta trả lời đúng những cái câu hỏi đó thì cuộc sống ở trong ngôi mộ của chúng ta cũng như sau đó thì sẽ hoàn toàn là những điều tốt đẹp. إذا أخطأ نسأل الله عافية السلامة كان العذاب نسأل الله عافية السلامة. Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trả lời sai những câu hỏi đó thì chắc chắn những cái hình phạt, những cái sự trừng phạt vô cùng đau đớn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.